Hello, xin chào mừng quý anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân đang đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, nơi mà quý anh chị có thể tìm thấy cho mình những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng để mà đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống cũng như là để an cư lập nghiệp, nơi mà quý anh chị có thể trao gửi niềm tin. Gặp lại quý anh chị trong lòng Biển Xanh rất là vui. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài. Và hôm nay thì Biển Xanh vẫn đang tiếp tục có mặt trong khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia thuộc ấp mới 2 xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách địa phận xã Xuân Thới Sơn của huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 3 km và cách trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành là 30 km quý anh chị nhé. Khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia này thì dân sinh nhà cửa ở đã vô cùng là đông đúc, và đặc biệt thì trong khu này đã xây cái trường mầm non và trường cấp 1. Mình chạy thẳng phía trước của trục đường chính con đường 27 này thì bên tay trái chính là cái trường mầm non và trường cấp 1 quý anh chị. Mình chạy thẳng về phía trước khoảng 100m và xung quanh khu vực này nhà cửa ở rất là đông đúc quý anh chị nhé. Ở đây cũng có nhà nghỉ. Bởi vì cái khu này thì nó hình thành khá là lâu rồi, khoảng trên dưới 10 năm rồi, cho nên dân sinh ở rất là đông. Và trên trục đường 27 con đường thẳng này thì dân sinh họ cũng đang xây nhà khá là đông quý anh chị nhé. Thẳng về phía trước thì hai bên cũng đang xây nhà vô cùng là đông đúc. Hôm nay Biển Xanh xin được phép chia sẻ, giới thiệu đến quý anh chị quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô đất hướng Nam có diện tích là ngang 4, dài 20-80m², đất ONT tức là đất thổ cư, sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng quý anh chị. Đây, từ cái mốc cột điện, cái vạch sơn màu đỏ, chúng ta đo ngang sang cái cây vạch sơn bên này là ngang 4, dài sâu xuống dưới là 20, nó dài bằng một cái nhà nghỉ này luôn đó quý anh chị. 80m², pháp lý rõ ràng quý anh chị nhé. Mình mua là chỉ việc đặt cọc và hẹn ngày cùng nhau đi sang tên công chứng đăng bộ theo quy định của nhà nước mà thôi. Và cái thủ tục sang tên công chứng đăng bộ theo quy định của nhà nước là 45 ngày là chúng ta đã có sổ hồng, tên chính chủ của mình ở ngoài trang bìa. Còn nếu như quý anh chị mình cập nhật tên của mình vào trang tư thì chỉ khoảng 24 ngày là mình đã có sổ hồng tên mình rồi. Còn nếu như quý anh chị mình mua đầu tư lướt sóng thì mình cũng có thể là chỉ cần công chứng ủy quyền là mình đã có thể mua bán trao tặng rồi quý anh chị. Cái lô này nó là hướng Nam, khá là mát và cũng rất là gần với trường học, trường mầm non và trường cấp 1. Nếu như quý anh chị mình mua cái vị trí này để mà xây nhà để ở thì cũng khá là đẹp quý anh chị nhé. 4 x 20, một cái diện tích cũng khá là dài, khá là rộng. Mình xây nhà một trệt một lầu cũng rất là đẹp. Và trong khu này thì nó đã hình thành nên trường mầm non và trường cấp 1. Đặc biệt thì xung quanh cái khu vực này thì những cái tiện ích hiện hữu phục vụ đời sống con người như là chợ Mỹ Hạnh Nam, trường mầm non, trường cấp 1, ủy ban xã, bách hóa xanh và bệnh viện Hàn Quốc thì cũng đã hiện hữu xung quanh nơi đây hết rồi. Và đặc biệt nữa đó là gần với nhà thờ giáo xứ Mỹ Hạnh. Cho những quý anh chị gia đình công giáo nếu có về đây để mà an cư lập nghiệp thì quý anh chị nhập xứ và đi lễ ở khu vực này cũng rất là gần quý anh chị nhé. Và cái việc mà chúng ta di chuyển giao thông ở từ khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia này về Sài Gòn thì cái khoảng cách nó khá là gần. Những cái tuyến đường bao bọc xung quanh đây như là đường quốc lộ 22, đường Phan Văn Hớn, đường Quách Điêu kết nối với đường tỉnh lộ 824 đi xuống cái khu Mỹ Hạnh Hoàng Gia này thì là đường nhựa quý anh chị. Xung quanh đây thì bao bọc khá nhiều những cái khu công nghiệp lớn nữa như là Nhị Xuân, Xuyên Á, Hoàng Gia, khu công nghiệp Đức Hòa 3, Tân Đô, Tân Đức, Hải Sơn. Chính vì thế mà lượng lớn người lao động tập trung về đây để làm việc vô cùng là đông đúc. Do đó mà cái nhu cầu về nhà ở cũng từ đó tăng lên khá là nhanh. Chính vì thế quý anh chị mình mua đầu tư ở cái khu vực này hoặc là an cư lập nghiệp thì đây là một nơi khá là lý tưởng quý anh chị nhé. Và đây là một khu dân cư vô cùng là đông đúc. Con đường trục chính 27 này Biển Xanh đang đứng thì nó là một con đường chạy dài và nó rất là gần với trường mầm non và trường cấp 1 nữa. Và cái lô này thì nó có giá là 960 triệu là bao sang tên công chứng, đóng thuế phí các kiểu ra sổ cho chúng ta quý anh chị nhé. Quý anh chị và các bạn đang ấp ủ nhu cầu an cư lập nghiệp hoặc đầu tư sinh lời, xem được video này của Biển Xanh thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy ngay lên kết bạn Zalo, Viber, Skype hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Trên cái trục đường này thì người ta cũng chuẩn bị là đổ nhựa quý anh chị.
Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.